với sự sáng tạo cùng những ý nghĩa tích cực mang lại cho cộng đồng xã hội trên các lĩnh vực khác nhau như an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục. 28 dự án tham gia hội thi thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai với chủ đề Tôi và dự án kinh doanh và cộng đồng do tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ, bình luận tích cực từ mạng xã hội. Là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2023. Hội thi thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai đã tạo sân chơi bổ ích, giúp các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh có cơ hội chia sẻ những ý tưởng, ước mơ, hoài bão đối với các hoạt động hướng về cộng đồng xã hội, qua đó góp phần định hướng con đường thực hiện ước mơ, phát triển những ý tưởng sáng tạo của mỗi học sinh sinh viên. Chúng em tham gia hoạt động này nhằm để quyên góp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Chúng em chọn hình thức bán xiên đá tại trường Trung học Phổ thông Lê Lợi. Chúng em mua cây về và trồng tại chính ngôi trường này và được các em học sinh và thầy cô quan tâm và ủng hộ rất là nhiều. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2023, các tổ chức đoàn, hội thanh niên tại nhiều trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai những hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại dấu mốc lịch sử quan trọng và truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh sinh viên Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Bên cạnh đó, những sân chơi trí tuệ cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, mang lại không khí sôi nổi, vui tươi. Thông qua những hoạt động ý nghĩa góp phần giúp học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh bồi đắp thêm về lòng yêu nước, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của học sinh, sinh viên Việt Nam. Đó cũng chính là cảm nhận của 100% học sinh, sinh viên tiêu biểu thuộc 7 khoa nghề đến từ trường Cao đẳng Gia Lai. Khi tham gia vào cuộc thi Dùng chuông vàng do đoàn trường tổ chức, sân chơi mang đến cơ hội cọ sát, nâng cao kiến thức về văn hóa, chính trị, xã hội, lịch sử và tiếng Anh cho các thí sinh. Chương trình diễn ra thì giúp cho chúng em có được nhiều kiến thức hơn, bổ sung, cập nhật cho em những cái kiến thức mà bên ngoài em chưa có được tìm hiểu, chưa có được biết tới. Học sinh sinh viên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. Chính vì thế, song song với việc nâng cao chất lượng dạy học, thì việc tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh sinh viên là điều cần thiết và được tỉnh Gia Lai quan tâm. Từ đó góp phần xây dựng nhân cách, thúc đẩy lý tưởng sống trong mỗi bạn trẻ. Các hoạt động nó rất là đa dạng để cho các bạn thể hiện được cái tài năng và những cái kiến thức mà các bạn đã được học trong cái khoảng thời gian học tại trường, và đồng thời thông qua những cái chương trình như thế này thì các bạn có được cái khả năng là có vận dụng những cái kiến thức của mình vào trong cái hoạt động, đồng thời là tăng cái những cái kỹ năng mà các bạn đã được học, như là những cái kỹ năng mềm đã được trong quá trình đào tạo, và đồng thời các bạn có những tinh thần phấn khởi hơn trong cái quá trình học tập của mình. Đó là những cái mục đích mà đoàn trường muốn hướng tới. Được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với nhiều nguồn tri thức mới, lực lượng học sinh sinh viên Việt Nam nói chung và tại tỉnh Gia Lai nói riêng luôn phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, tham gia vào những hoạt động hướng đến cộng đồng xã hội, xứng đáng là thế hệ trẻ tiếp nối lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta.